Xin chào 500 anh em đồng dâm đam mê bộ môn câu lua. Đó. Bữa nay mình sẽ cho mọi người xem một cái bộ quần câu trên 11 triệu nhé các bạn. Nó gần 12 triệu rồi. Đây. Bộ quần câu của nhà Shimano ha. Mình sẽ cho mọi người xem sơ lược trước và xem cận cảnh sau. Một cây Shimano Air Ride và đi với con này là Ascend DC SS. Thuận vừa cho mấy bạn xem con máy rồi, Ascend DC SS ha. Bây giờ mình sẽ khui ra nha. Bộ này nó ngót nghét gần 12 triệu với một cái guồng dây BE Pitbull nữa. Đây là cây Air Ride 1610M 2 khúc nha mọi người. M2 117 g, một quá nhẹ. Đây đó, khui hàng nha. Đó, anh em mà muốn cái cảm giác khui hàng này thì rất là dễ thôi, mình chỉ cần bỏ ra với khoảng 4 triệu 600 nghìn đồng thì mình sẽ được cái cảm giác khui hàng. Không nhẹ hiệu các bạn, trăm mấy chục gram mà 4,6 triệu. Shimano Air-Ride thấy chưa, nè cán bằng chỗ này ha. Phôi của nó là phôi HyperX, phôi siêu nhẹ, công nghệ độc quyền của Shimano, và cái bát là C4 cộng. Bát này cũng nhẹ luôn nha mọi người. Nói chung là Shimano là cái gì cũng ok hết. Chỉ có tiền là không ok thôi, tại giá nó hơi cao, hơi chát ha. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Shimano Air-Ride. Cái này là cây M. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi chuẩn bị tới cái màn mà như Thuận đã nói trong những clip trước đó, là người đàn ông nào cũng thích. Đó là cái màn bốc tem, pha bốc tem tốn 4,6 triệu nha mọi người. Cắn triệu 6 Shimano Air-Ride, cái này trên thị trường nó rất là phổ biến luôn. Cái này là cũng kêu là hàng cao cấp nha mấy bạn. Xé thêm cái tem này nữa. Ok. Xong, chỉ cần 4 triệu 6 có khác nha bạn, nhẹ hiệu à. Nhẹ mà cái này mình đánh mình thấy cầm là im hơn cây Zodiac nè. Chênh lệch triệu mấy ha. Bắt máy C4 cộng của nó. Cái nào mà độc quyền của Shimano là nhìn thấy nó cũng im hết. Shimano nó có nhiều thứ độc quyền lắm nha mọi người. Tại nó là một cái hãng lớn mà. Đây, dưới chân cần nó có cái chữ Air-Ride Shimano đây. Cái này là Made in China nha. Made in China là như thực nó nói đó là xưởng của Shimano nằm ở China thì để Made in China ha. 1610M tức là tương đương là 2,8 m, lô là từ 7 tới 21 gram nha mọi người. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi nhanh đến cái con máy SNDC này. Mình cũng sẽ đi rất là nhanh để mình được cái màn thử ha. Chủ yếu là mấy bạn thấy mình ghi review ngoài trời là chuẩn bị mình test rồi đó. Còn bình thường là mình review trong nhà không à. Hồi nãy ở nhà là mình đã vô dây rồi. Đây, cho các bạn xem sơ lược con máy này ha. Ghia là 7,4 nha các bạn. Đó, cân nặng là 220 g. Ok, dục cái hộp sang một bên. Đây là con máy của mình nha, Shimano Ascend DC SS. Đây, HG. Bạn thấy không? Cái con này nó có một số đặc điểm nổi bật. Thứ nhất là crash clicker.
À, cái tiếng này là tiếng rớt tiền nè bạn ơi. Tiếng này là tiếng rớt 6 triệu rưỡi nè nha. Đó, đó trời. Này thường thì đối với anh em cao quá lớn là cái biển, cái chẽm này kia chẳng hạn thì mình mới sử dụng tới cái này được ha. Còn cá lóc thì chắc lóc bông nó mới xả, mình mới xả rách ra, chứ còn bình thường lóc đen là mình siết rách hết. Nhất là rách cơ, cái thứ hai nữa là cái thắng điện tử của nó IDC, hệ thống thắng điện tử IDC của nó thì nó sẽ có 4 chế độ 123 và F. 123 thì để mình đánh 12 thì mình đánh theo từ mùa nặng và mùa nhẹ. Cái thứ ba thì mình sẽ đánh dưới gió, thường đang đứng dưới gió đây, mình sẽ đánh dưới gió. Và cái F này để các bạn dành đánh cho dây full load bon, nghĩ là do thị trường nước ngoài đánh á, chứ ở đây không ai đánh dây full load bon đâu. Đó. Ok, dây Pitbull. Dây Pitbull này thực sự nó không như quảng cáo của Shimano đâu nha các bạn. Tại vì mình xài rồi mình kéo nó đứt hết trơn nè, nhưng mà thật sự nó đứt là nó đứt lít đơ. Dây này phải nói là cực kỳ cho bò luôn. Mình xài trong cái bộ Shimano One Four của mình đó, mình đánh nguyên ngày hôm qua không, mình đánh đứt 4 con mồi các bạn. Tại mình xài lít đơ nhỏ đúng không, nó đàn hồi nó không được tốt, xong mình kéo cho nó đứt. Ai nhờ cái dây Pitbull này nó không đứt, nó đứt ngay lít đơ ở trên luôn, làm thường mất hết 4 con mồi, 4 con nháy hơi. Đó, kỹ cũng chỉ vì cái dây Pitbull này. Mấy bạn muốn mua dây Pitbull này là phải lưu ý, tại vì mình mua dây Pitbull này mà dây leader mà yếu yếu là nó sẽ đứt, dây leader là mất mồi hết, tại dây nó không đứt. Khổ vậy đó. À, ok, dây cực kỳ mảnh luôn các bạn, đó là lý do tại sao mà dây Pitbull nó bị cháy hàng. Bây giờ mình sẽ luồn qua mình đánh nha. Giờ mình đã luồn dây qua rồi hết mọi người. Mình sẽ đánh bằng cái con mồi Hiroshima. Kia là con chuột ha. Chuột thị trường có rất nhiều loại chuột luôn nha. Chuột này là Foy, là made in Thái Lan. Foy là Thái Lan nó làm. Còn lưỡi này kia đầu là của lưỡi là của Trung Quốc. Còn về đây là Việt Nam mình ghép, nên là giá thành nó rẻ ha. Con này có 80.000 các bạn. Nhưng mà con này áp sao nó đẹp lắm. Giờ tưởng đánh con này rồi. Bảy gram nha, 7 gram cao su mềm phải không? Đó, giờ mình sẽ đánh thử nha. Mình sẽ đánh thử 7 gram với con thắng số 1. Trời ơi, đó giờ mình đánh SLX với Cugado DC quen các bạn ơi, giờ quýnh tới con này gì quay nó nhẹ hiều đi. Phải nói là cảm giác là quay cực kỳ nhẹ luôn. Tại vì trong cái spool nó có một cái công nghệ gì mình quên mất tiêu rồi. Tí nữa mình sẽ để thông tin bên dưới video nha. Công nghệ hỗ trợ đây rất là mượt luôn. Trời ơi, sự nếu mà anh em mà bỏ số tiền ra 6 triệu rưỡi để mình sở hữu con này thì mình nghĩ nó rất là xứng đáng luôn. Mình cảm giác quay mình rất là nhẹ nhàng luôn. Giờ mình sẽ đi thử tới cái thắng số 2 nha. Cái này mình đang đứng ở dưới gió nha các bạn. Chừng nào mà trường hợp mà gió lớn mình sẽ sử dụng tới thắng số 3. Bữa nay người ta công ngoài đây quá trời luôn các bạn ơi, mấy người á, dịch nè, thì ở đây ta trốn dịch không à.
mình sẽ thử tới cái thắng số 3 nha các bạn. Cái thắng mà quýnh gió mạnh đây, thì cái thắng này mình nghĩ đánh mồi sẽ không đi xa đâu. Mình cố gắng hết sức mình quăng thử đi được tới đâu. Đúng như mình dự đoán thôi các bạn. Thì khi mà cái thắng DC mà nó càng lớn thì nó sẽ hãm thắng lại nhiều. Ngoài con mồi mình sẽ không bay đi xa ha. Nhưng mà ngược lại thì anh em nhắm mắt quăng nó cũng sẽ không gói nha. Còn số 4 là dây, đối với dây full of one, số này mình sẽ không xài. Ok, mình sẽ chỉnh nó lại số 1 ha. Cầm nguyên bộ gần 12 triệu quýnh nó sướng quá các bạn ơi. Mình cho thầy thầy đây mình phá mấy cái người câu tay này chứ câu được gì đâu. Thì về cảm nhận đầu tiên của mình khi mà đánh bầu này khoảng chục đường thì mình cảm thấy là con máy nó cực kỳ im luôn các bạn. Mình phải nói là nó tận sâu trong đáy lòng của mình luôn, là con máy phải nói là siêu mượt đó. Thì cái dòng DC thì mình đã đánh qua là SS DC và Kudo DC rồi. Thì con này là con thứ ba mình trải nghiệm, đó là con Ascend DC SS. Thì sắp tới mình sẽ trải nghiệm luôn con cọc dòng DC, Antares DC và Ascend DC, Ascend DC mẫu cao cấp đó. Thì mấy bạn cứ theo dõi kênh mình đi, sắp tới sẽ có full clip và cũng sẽ có một cái clip so sánh với con DC tầm trung và tiếng kêu của DC của những con máy này ha. Đó. Thì mình đang gắn mic ở gần người nên là mấy bạn thấy video mình quay ở xa nhưng mà tiếng vẫn lớn ha. Còn thực tế thì khi câu ở ngoài thì tiếng nó dạng như là mình vừa nghe tới lỗ tai mình thôi, chứ không phải là lớn như trên video nha, không phải là quăng rồi kêu sùm về đất hết nha. Đó. Tay quay cực kỳ nhẹ luôn các bạn ơi. Còn cây airfry này nữa. Cộng thêm cái dây Pitbull này nó mượt nữa thì thôi, một cái combo hết. Một combo của nó là hết bài luôn. Chín gì chưa? Chưa có một con nào. Bản thân Thuận là thích đánh bao lực nha các bạn. Mình hiện tại cũng đang tập những cái skill mà quăng nhẹ nhàng giống như mấy anh em trên hội. Đang tập thôi nhưng mà mình thấy nó có vẻ như là nó không hợp với cái nết đánh của mình. Kể cả mình giật cá hả, giật con nào xảy là phải bay lên lúc trên ấy lộn mèo cái mới được. Bộ cần 12 triệu.